Sơn Tùng công khai đeo nhẫn đôi với Hải Tú, đám cưới sắp diễn ra. Động thái đeo nhẫn đôi một cách công khai của Sơn Tùng và Hải Tú khiến mọi người tin rằng nam ca sĩ đang có ý muốn công khai mối quan hệ với nữ diễn viên. Tiệc cuối năm từ công ty của Sơn Tùng diễn ra vào tối qua đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng theo dõi từ xa. Ngoài sự xuất hiện của siêu sao âm nhạc kiêm chủ tịch MTP, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về những khoảnh khắc xuất hiện của nàng diễn viên độc quyền Hải Tú. Trong bức ảnh tập thể mới nhất được đăng tải, có thể thấy người tình tin đồn vẫn chọn đứng cách giọng ca "Hãy trao cho anh một người" thay vì sát bên. Tuy nhiên, ở giây phút mọi người cùng giơ tay để tạo dáng thả tim, spotlight dọi ngay về ngón áp út của Hải Tú và Sơn Tùng khi cả hai cùng đeo nhẫn đôi. Soi ra với bức ảnh từng được nam ca sĩ đăng tải trước đó về bộ trang sức đắt tiền đến từ thương hiệu đình đám, thì mọi suy đoán dường như đều trùng khớp. Nhìn vào ảnh mới, có thể thấy nhan sắc của nữ chính MV Chúng Ta của hiện tại trông có phần khác lạ hơn thời điểm mới ra bút. Gương mặt của cô nàng trông cũng bầu bĩnh hơn, cùng với việc chọn trang phục đen càng khiến nhiều người thêm tin vào tin đồn được lan truyền từ suốt ngày hôm qua. Trước đó một ngày, cộng đồng mạng cũng rộ lên tin tức Hải Tú trong thời điểm nổ ra scandal trà xanh đã mang thai con của Sơn Tùng, và tính toán thời điểm đến nay sau thời gian dài ở ẩn là vừa trùng khớp với thời gian sinh nở của cô. Dân tình cho rằng sự xuất hiện từng bước từ ngày sinh nhật của nữ diễn viên đến nay dường như nằm trong tính toán nào đó của ekip Sơn Tùng cho màn trở lại khó đoán và đầy bất ngờ. Hiện tại có hai luồng dư luận rõ rệt về mối quan hệ của Sơn Tùng và bạn gái mới sau bạn gái cũ Tiểu Bảo Trâm. Có người ủng hộ vì cho rằng tình yêu là điều khó nói đúng sai, nhưng cũng có người không hài lòng khi tiếc nuối chuyện tình 8 năm trước đó, cũng như đánh giá không tốt về Hải Tú và những câu chuyện tiêu cực diễn ra suốt gần một năm qua. Qua hình ảnh mới nhất, nhiều bình luận đang cảm thấy choáng váng vì đoán rằng sẽ có màn công khai còn mạnh mẽ hơn, hoặc một đám cưới nào đó có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần. Bạn nghĩ sao về những suy đoán trên và có đồng tình hay không? Hãy để lại ý kiến bình luận và cùng cập nhật những diễn biến mới nhất về cặp đôi này nhé!